Ngân sách 8 củ cho một cặp lục bình, công danh phú quý đắp nổi canh bong trên nền men dạ, cao là 1m53 và đường kính bụng là 43cm nhé. Đường kính bụng là 43 và cao là 1m53 cả đế. Đang sử dụng là một chiếc đế sứ. Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người với một cái sản phẩm là lục bình đắp nổi chim công với ngân sách là dưới 10 triệu. Đấy, với ngân sách tầm 8 củ các bác cũng có thể sở hữu cho mình một cái cặp lục bình chim công như thế này. Tất cả họa tiết này đắp nổi kênh bong, đắp nổi kênh bong, màu sắc là bền vĩnh cửu với thời gian, không sợ phai mờ. Xuống màu trong quá trình sử dụng nó sẽ như thế này mãi nhé, trường tồn với thời gian đấy. Mình sẽ gõ thử cho mọi người nghe âm thanh này. Âm thanh này. Âm thanh nó rất là đanh tiếng nhé, đanh trong vang. Và tất cả những bông hoa này là đắp thủ công vào này, bông hoa đắp thủ công, cánh chim công này cũng đắp thủ công. Và những cái màu này là màu men, màu này là màu bền vĩnh cửu với thời gian, không sợ phai mờ. Dành cho những ai chưa biết thì cái men dạn này không phải là cái bình nó bị dạn, mà là cái xương đất đây, sau đó người ta phủ một cái lớp men lên thì cái men này nó dạn, giống như chúng ta, người chúng ta mặc lên một chiếc áo dạn này thì cái men này nó y như vậy nhé, chứ không phải là nhiều bác lại lầm tưởng là cái bình nó bị dạn như thế này, nó là cái men nó dạn lên. Giờ thì mình xin phép được quay cận vào tác phẩm để chúng ta có cái nhìn rõ nhất nhé. Tất cả sản phẩm này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không sứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Rồi, xin phép được quay cận vào tác phẩm. Và nếu như mọi người thấy video hay và ý nghĩa, rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam và dành cho những ai đang cần cặp lục bình này. Rồi, xin chào, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hiện tại mình đang quay cận vào cặp lục bình để chúng ta nhìn rõ nhất nhé. Và đây là hình ảnh có ba bông hoa đắp nổi ở phía trước của thân bình và hình ảnh một cặp chim công, một trống một mái với cái đuôi xòe rất là rộng nhé. Đang sử dụng cái chân sứ này. Nó bắt đầu đi sát vào. Trên cổ thì được chế tác hình ảnh là hoa đào, đắp hình ảnh là hoa đào nhé. Cái này là tạo hình bông hoa sau đó gắn vào khi vẫn còn là đất, rồi phủ men và nung ở nhiệt độ 1150 độ C, gần 1200 đấy, để tạo ra cặp lục bình này trong nhiều giờ đồng hồ mọi người nhé. Độ bền màu là trường tồn với thời gian. Chúng ta có thể để ngoài trời thoải mái nhé, để ngoài trời mưa gió thoải mái, không ảnh hưởng gì đến chất lượng màu sắc của sản phẩm cả. Đuôi công, mọi người nhìn cái đuôi công xòe rất là rộng. Đuôi công này chúng ta có thể luồn tay vào cầm nắm này. Với ngân sách 8 triệu thì đây là một cặp lục bình mình thấy rất là ok nhé. Rất là ok về phân khúc, cái mức giá này. Và riêng dòng đắp nổi thì lưu ý với mọi người là nó sẽ hay có vết nứt nhỏ trên họa tiết này. Vết nứt nhỏ li ti ở trên họa tiết nhé. Đấy, đặc thù của hàng đắp nổi. Chim công này. Đây, ví dụ mọi người nhìn vào cái mặt chim công này. Đặc thù ở hàng đắp nổi là nó sẽ có những cái vết nứt nhỏ như thế này trên họa tiết. Đấy. Ví dụ đây là một cái vết nứt nhỏ. Đấy. Đây là đặc thù của dòng đắp nổi mọi người nhé, chứ không phải là sản phẩm nó có vấn đề gì cả. Nung lên nhiệt độ cao bắt đầu nó sẽ nứt ra. Còn cái dạn ở trên thân bình là nó là bản thân cái đấy nó là men dạn, chứ không phải là cái bình bị dạn mọi người nhé. Quay review chi tiết chân thật nhất để cho mọi người xem, là mọi người giống như kiểu là mọi người đang xem thực tế luôn ấy, cho nó dễ để ai cũng có thể hiểu rõ về bản chất của sản phẩm này. Tất cả những cái video mình làm với mong muốn là giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái bản chất của sản phẩm. Bởi vì không phải ai cũng có điều kiện hay thời gian để chúng ta đến tận nơi xem thực tế. Đây là trên miệng bình này. Trên miệng bình này. Trên vai bình. Quan tâm đến sản phẩm mọi người liên hệ qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video nhé. Mình liên tục cập nhật những cái sản phẩm mới nhất lên trên kênh để cho mọi người tham khảo. Mọi người nếu như quan tâm thì có thể liên hệ nhé. Đây là mặt bên hông của sản phẩm được đắp hình ảnh là hoa phù dung nhé. Bên hông.
Bên phải mọi người là màn ảnh, mọi người là mặt sau của Lộc Bình, là chỉ tác hình ảnh là hoa sen nhé. Bên phải là mặt sau, mình xin phép quay một bình thôi. Đây là mặt sau đây. Hoa sen. Cái hoa sen này là không phải là đắp lên cao mà là chỉ tỉa trên thân bình thôi để tạo ra đường đường viền này. Cái hoa sen này không phải là đắp nhé, mà chỉ là tỉa trên thân của bình. Độ dày của bình là 1 cm mọi người nhé, độ dày là 1 cm.